thì dơ rồi hả? Thả dơ đó anh, giấy dơ đó, bỏ thùng rác. Mình đang mang vậy hả? Chạy chán mấy phút mà giờ còn chần chừ nữa kìa. 3 phút thôi. Ừ, về. Không ăn mấy thì chạy được nói. Giật đau. Tên tiên luôn hả? Tiên chị, tiên em. Tên đẹp mà. Nói cũng dễ kêu. Tiên tiên, cứ hai đứa lại. Để kêu cô cũng xấu. Ừ. Để nó không nổi. Anh Hồng, anh Tuyết mà má ba chê anh Tuyết xấu. Diễn tiên đẹp. Nó đói bụng thì mới ăn, nó tự hâm rồi ăn rồi mới ăn nha. Bà bảy cũng đi rồi. Con chim này kìa. Sữa này cũng êm á, tại em uống cũng mấy êm á. Em đưa sữa Meta nè, mỗi lần em mẹ không được uống lại á nè. Để uống rồi, mình bổ sung thêm đi 2k3 men. Sớm chút xíu nữa thì rồi bổ uống vô. Cày kiếm tiền nè, không cày kiếm tiền cái hồi buổi giờ lo gì đó, nó sợ đói mà sẽ không có tiền. Khì khì ta. Chị chịu. Ơn với bác sĩ công hỏi ổng rồi. Sẽ nói khì khì. Tại cái lỗ mũi nó khè hơn.